Alo anh em nha, lên cho anh em cục máy Honda CD 90 đời cao IC nha. Máy rã xe kho nước ngoài về, chưa sử dụng tại Việt Nam. Tình trạng là máy này nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, bao máy sống, máy còn nổ nha anh em. Đó. Tình trạng chất máy rất là đẹp nha, máy đời cao IC. Đó. Thì cục máy CD 90 này mình bán giá 5,5 triệu nha anh em. Anh em về gắn vô 67 CD cúp muốn lên con tay nha. Đó. Cốt nhôm tải bao đẹp, màu nhôm lóc thì sáng bóng, à, bộ lửa còn sáng nha, lòng sơn zin, đầu mã HM1, đây, nguyên zin hết anh em, chưa có chạm đầu nồi hết nha, à, ốc tán còn xanh lè, màu rất là đẹp, đầu còn cờ luôn nè anh em, máy này máy 90 nha anh em, máy 90 đời cao IC, máy này 4 số, con tay, à. Rồi anh em nào cặn thì cứ alo mình nha. Đó, ba cốt rất là đẹp, cặn con đồ còn xanh lè luôn, sơn zin 100% nha. Mình bán thì bao zin cho anh em, máy còn sống còn nổ. Mua máy bãi về này mình đã test nổ rồi. Mình bao nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, bao nhiêu mô tả như anh em nói ha. Đó. Anh em biết coi đồ nhìn máy biết là đầu nồi rớt hay không biết liền rồi ha. Đó. Mình bán giá này là bao cho anh em như vậy. Anh em nào thấy hợp nhãn thì cứ alo mình nha. 0933 996 332. Máy này đẹp nha anh em. Đẹp, giá ok, 5,5 triệu.